Hello anh em, xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Trà Đá Trứng và mình là Tú Anh. Thì trong cái video nhận định thị trường ngày hôm nay á, mình sẽ cùng với mọi người chúng ta đi vào cái câu chuyện là phân tích thị trường. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ cùng dạo qua về một số cái mã cổ phiếu để xem cho để cho mọi người có được một cái nhìn nó rõ ràng hơn về cái câu chuyện rằng liệu là thị trường hiện tại nó đang là một câu chuyện tích cực hay nó đang là một câu chuyện tiêu cực. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào câu chuyện phân tích thị trường để chúng ta có một cái nhìn nó tổng quát hơn về thị trường ha. Đầu tiên là anh chị có thể thấy ngày hôm nay VN Index đang đóng cửa tại vùng 1.301.51, tương đương tăng 1,32 điểm so với cái phiên ngày hôm qua, cái phiên chinh phục 1.300. Và câu chuyện thị trường ngày hôm nay anh chị sẽ thấy là rõ ràng qua cái câu chuyện rung lắc. Trong cái phiên sáng ngày hôm nay khi mở cửa thị trường đi lên đà hưng phấn rất cao, đi tăng gần đâu đó hơn 5 điểm. Sau đó thì thị trường sao ạ? Thị trường có một cái áp lực đè vào, nén giá xuống và thị trường rung lắc liên tục từ cái 0 giờ 1 giờ 30 đến cả phiên chiều này thị trường gần như đều rung lắc. Và chúng ta thấy là cuối phiên thị trường đang đóng cửa ở trên vùng 1.300. Vậy thì với cái câu chuyện vận động như vậy ngày hôm nay của thị trường ấy, thì chúng ta vẫn đang thấy câu chuyện là gì? Chúng ta vẫn đang thấy câu chuyện thị trường đang phân hóa, chứ không phải là một cái câu chuyện gì quá là tiêu cực của thị trường cả. Và với cái câu chuyện phân hóa của thị trường như thế này, nó sẽ cho anh chị biết được rằng giai đoạn thị trường phân hóa, cổ nào sẽ là cổ khỏe mà cổ nào sẽ là cổ yếu. Vậy thì chính cái giai đoạn này này, anh chị sẽ phải đặc biệt chú ý vào cái quan điểm của thị trường. Đó là gì? Tìm kiếm những cổ phiếu khỏe để chúng ta tỉa bớt những cổ phiếu yếu nếu như trong danh mục của mình đang nắm giữ, để chúng ta có thể tối ưu được cái lợi nhuận trong quá trình đầu tư của mình. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp về câu chuyện vận động của thị trường. Ngày hôm nay thì tác động tới index top 3 mà tích cực là con BID, con MB Bank và con CTG. Mã tích cực thứ tư đó là con LB Bank luôn. Đó, và top 3 mã ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường ngày hôm nay đó là có FPT, SAB và VCB. Và anh chị sẽ thấy ngày hôm nay gần như là cái nhóm banh nó tham gia vô thị trường khá là mạnh và nó tác động tích cực tới thị trường khá là tốt. Vậy thì liệu rằng đặt câu hỏi giai đoạn hiện tại đây là sóng của ngân hàng đúng hay không? Thì bây giờ chúng ta sẽ phải đi vào cái câu chuyện vận động của từng cái mã cổ phiếu của nhóm ngành ngân hàng để chúng ta có thể có cái nhìn nó tổng quát hơn, chứ không thể nào là chỉ vì nhìn cái câu chuyện nó tác động tới index mà chúng ta lại đưa ra rằng giai đoạn này là sóng ngành ngân hàng rồi. Như thế thì nó sẽ rất là thiếu cái cơ sở và thiếu cái luận điểm để mình bảo vệ cái góc nhìn của mình ha. Rồi thì thanh khoản thị trường ngày hôm nay sao ạ? Thanh khoản thị trường ngày hôm nay sấp xỉ cái phiên ngày hôm qua thôi, cũng không có gì đặc biệt. Và với cái câu chuyện là thanh khoản rất thấp như thế này thì theo góc nhìn của em thị trường nó vẫn sẽ còn tiếp tục tăng. Vì sao? Vì nếu bây giờ UPBO thì lái nó UPBO ai? Giai đoạn này anh chị vẫn đang còn lo sợ với thị trường. Giai đoạn này anh chị vẫn còn sợ thị trường này sập, thị trường này chưa tăng một cách xuất sắc, thị trường này chắc là không lên được nữa đâu, thò tay vào có khi bị úp bô rồi sao. Thì cái lúc mà anh chị lo sợ như thế, đó sẽ là cái lúc mà thị trường nó sẽ còn tiếp tục tăng. Vậy nên với câu chuyện là hôm nay thị trường tăng, thị trường bùng nổ, thị trường hưng phấn đầu tiên, nhưng mà thanh khoản của nó không có bùng nổ đi lên, chứng tỏ một cái việc rằng thị trường này cái đà tăng của nó đang có rất tốt ha. Đó là về câu chuyện thị trường. Tiếp đến là chúng ta xem về có khối ngoại ngày hôm nay tiếp tục lại là một cái phiên bán ròng hơn 1.413 tỷ. Và cái câu chuyện là khối ngoại bán ròng ấy thì nó không có ảnh hưởng quá nhiều, nên là anh chị cũng không cần phải quan tâm về nó ha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi về cái câu chuyện vận động của VN Index. Thì VN Index hiện tại, để mà nói ra trước cái cản mà gần nhất mà anh chị đang phải đối diện á, thế là trên cái vùng cản 1.310. Vậy thì khi mà thị trường nó đi lên thì cái vùng 1.310 trên đây này, trên đây thì khả năng là anh chị sẽ xuất hiện những cái yếu tố rung lắc của thị trường. Vậy thì nếu như cái câu chuyện rung lắc của thị trường này nó không quá là xuất sắc mà nó chỉ là rung lắc quanh cản để nó tạo một cái xu lực tăng tiếp theo của nó, thì theo góc nhìn của em đây là cái câu chuyện vận động không có gì gọi là tiêu cực hết, có hàng cầm chắc hàng. Và giai đoạn này nếu như anh chị mang hàng ra bán thì giai đoạn này sẽ khả năng rất cao là anh chị sẽ phải đua lại với những cái mức giá rất là cao. Và cái thị trường hiện tại á, để mà kêu là cái xung lực tăng hiện tại của nó có thể đi lên được vùng bao nhiêu, thì theo góc nhìn của em xung lực tăng hiện tại của nó hoàn toàn có thể đi lên được trên cái vùng 1.360, thậm chí là đi lên chinh phục mấp mé khung 1.400 ở phía trên đây. Tuy nhiên là cái khúc 1.400 trên đây thì nó sẽ cần một thời gian khá là dài và nó sẽ không phải là một phát là nó đi lên liền được, mà nó sẽ đi lên chinh phục 1.360 trên đây, sau đó là xuất hiện những cái cú đạp rất mạnh của thị trường, úp bô cực lớn của thị trường, thì sau đó nó mới có thể là bùng nổ tiếp tục đi lên chinh phục cái vùng đỉnh cao mới 1.400. Vậy nên với câu chuyện hiện tại của thị trường đang ở quanh quanh cái vùng 1.300 này thì chúng ta vẫn xác định rằng thị trường này sẽ còn tăng và thậm chí là sẽ tăng rất tốt. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái câu chuyện của nhóm ngành ngân hàng ngày hôm nay. Trước cái nhóm ngành ngân hàng thì chúng ta sẽ thấy là về câu chuyện con Tiên Phong Bank. Con Tiên Phong Bank ngày hôm nay là một cái cổ phiếu tăng rất mạnh. Vậy thì với cái câu chuyện là tăng mạnh của con Tiên Phong Bank như ngày hôm nay, anh chị nào, anh chị có hàng, anh chị cầm chắc hàng giùm em. Và anh chị nào, anh chị chưa có hàng thì rõ ràng là ngày hôm nay cái lúc mà em có livestream trong cái lúc phiên chiều ấy, thì cái lúc mà lúc đấy cổ phiếu Tiên Phong Bank nó đang chỉnh mấp mé ở quanh quanh cái vùng giá là 16
18.6, em có kêu là tại cái vùng giá này là cái vùng giá mua đất tốt, anh chị muốn lấy vị thế cứ lấy thoải mái ở cái vùng giá này. Sau đó thì đâu đó cỡ khoảng 30 phút, lúc đó cỡ 2:15 là bắt đầu nó bùng nổ đi lên và xác nhận là tăng 2,92% ở mức giá 19 đối với con Techcombank. Và con Techcombank với cái xung lực tăng và cái thanh khoản tham gia vô nó như thế này, khả năng rất cao là nó sẽ còn tiếp tục bùng nổ, và cái target gần nhất mà chúng ta nói về câu chuyện con Techcombank sẽ là đi lên được trên cái mức giá là 19.4 ở bên trên đây, chứ ở cái vùng giá hiện tại nó sẽ chưa chỉnh liền đâu. Đó là về câu chuyện con Techcombank. Thì hôm trước nó đã cho anh chị một cái cú lừa rất là đau, cái ngày hôm ngày mùng 10 tháng 6 nó bùng nổ đi lên trên cái mức giá cao nhất của nó, đó là lên mức giá 19.1. Sau đó thì sao ạ? Sau đó thì bị cái áp lực bán đã đè lại, đóng cửa mức giá là 19. Hôm đấy thì nó chỉ tăng đâu đó khoảng 3%. Nhưng mà cái 3% đấy của nó thì nó lại cho chúng ta thấy một cái câu chuyện là gì? Thanh khoản của nó không quá lớn. Và với câu chuyện là thanh khoản không quá lớn như thế này thì rõ ràng là cái câu chuyện nó không bùng nổ, nó không tăng một cách dứt khoát được, thì đấy cũng là một cái câu chuyện dễ hiểu thôi mà. Còn cái câu chuyện khác ngày hôm nay đó là gì? Nó tăng với cái sự tham gia của cái dòng tiền vô cùng lớn. Và cái dòng tiền lớn này nó đang thể hiện trong dòng tiền là tổ chức, người ta quyết liệt, người ta nhảy vào, người ta đánh và người ta đẩy sắp cổ phiếu đi lên. Với câu chuyện con Techcombank hiện tại có hàng vững chắc, và chúng ta nếu như anh chị muốn chốt lãi, anh chị đã có hàng ở những cái vị thế thấp rồi, anh chị muốn chốt lãi, anh chị cứ chốt lãi. Và chốt lãi ở đây sẽ chỉ là chốt lãi một phần hàng, chứ không phải là vác hết hàng của mình ra bán. Để rồi hôm sau khi mà thấy thị trường nó bùng nổ, nó tăng, khi mà thấy thị trường nó liên tục vượt cái đỉnh này, vượt cái đỉnh kia, thì bắt đầu là nhảy vào để đua lại, thì đó là cái hành động không nên ha. Rồi thì câu chuyện là con MB Bank thì do MB Bank ngày hôm nay cũng đang tăng khá là tích cực ha. MB Bank ngày hôm nay là một cái cổ phiếu tăng đâu đó 1,9%, đang ở mức giá là 23.5. Và hiện tại con MB Bank thì nó đang đối diện, nó đã xác nhận là vượt cái vùng đỉnh cũ của nó rồi, thì ngày hôm nay sẽ là một cái vùng giá có thể mua mới đối với những anh chị nào muốn mua mới, và mua gia tăng sẽ là cái vùng mua gia tăng tối ưu. Và cổ phiếu con MB Bank hiện tại á, để mà nói nó còn cái xung lực tăng hay không thì với cái câu chuyện dòng tiền tham gia như ngày hôm nay thì khả năng là cái xung lực tăng của nó vẫn còn. Dạo qua tiếp về một số cái cổ phiếu ngân hàng, con Techcombank ngày hôm nay sẽ ở mức giá tham chiếu, nhưng mà anh chị nhìn về cái quá trình trước đấy của nó đã là một cái quá trình tăng ở trước đấy rồi. Vậy thì nếu mà anh chị để ý, anh chị xem qua những cái cổ phiếu có yếu tố là tham chiếu và đỏ nhẹ trong phiên ngày hôm nay, gần như đều là những cái mã cổ phiếu trước đấy nó đã tăng rất mạnh rồi. Và anh chị tưởng tượng đi, trong cái quá trình nó tăng mạnh như vậy thì nó cần phải có quá trình nó dừng lại để nó nghỉ ngơi, nó tiếp tục cái đà tăng của nó, chứ không phải là cái câu chuyện là nó nghỉ ngơi như thế này để bắt đầu là nó cắm đầu nó giảm luôn. Không nha, con Techcombank này quá trình nghỉ ngơi hiện tại của nó là cái quá trình nó tạo xung lực để nó tiếp tục bùng nổ đi lên đó. Còn CTG thì sao ạ? CTG tăng 1,19%, và với câu chuyện hiện tại con CTG đã xác nhận là vượt cái xu hướng giảm của nó và là một cái phiên rút chân của cổ phiếu. Phiên rút chân này á, nó thể hiện rằng trong phiên cái áp lực bán đi vô con CTG nó cũng khá là cao, nó đi về cái mức giá thấp nhất là mức giá 33.5, và sau đó là có cái lực mua vào nó đẩy giá, nó đỡ giá cổ phiếu, làm cho cổ phiếu này nó đi lên ở một mức giá là đóng cửa mức giá cao hơn, đó là ở mức giá 33.9. Vậy thì với câu chuyện con CTG ngày hôm nay nó có tích cực hay không thì rõ ràng nó là một cái yếu tố là tích cực trong phiên ngày hôm nay, chứ cái điểm mua của nó thì không phải là cái điểm mua tối ưu. Vì sao? Vì nó đang đối diện với cái vùng đỉnh này. Cái vùng đỉnh này sẽ là cái vùng kháng cự, mà khi mà cổ phiếu gặp kháng cự thì rất cao là nó sẽ tiếp tục lình xình để nó tạo một cái xung lực, và cái dòng tiền mua con CTG ngày hôm nay nó không quá là xuất sắc, thế nên là nó không có xác nhận là đóng cửa được trên cái vùng kháng cự. Vậy nên là nếu như ngày mai cổ phiếu CTG mà không có sự tham gia của dòng tiền lớn thì khả năng nó vẫn sẽ tiếp tục là những cái phiên lình xình dưới cản như thế này, chứ nó sẽ chưa bùng nổ liền được ha. MSB thì sao? MSB ngày hôm nay nhìn chung khá là tích cực, dòng tiền tham gia vô cũng khá là ổn ha. MSB, LB Bank thì sao? LB Bank cũng là một cái cổ phiếu mọi người hoàn toàn có thể mua mới. Hiện tại thì nó đang trong một quá trình đi nền ngắn của nó. Và cái câu chuyện là đi nền ngắn ngày hôm nay thì nó đơn giản là cái quá trình tích lũy của cổ phiếu để tiếp tục cái xung lực tăng. Vậy nên con LB Bank hiện tại ngày hôm nay góc nhìn của mình nó vẫn là một cổ phiếu tích cực. ACB cũng là một cái cổ phiếu tăng 1,01%, đang đóng cửa mức giá là 24.8, xác nhận trên MA20. Thanh khoản tham gia hôm nay thì trung bình 20 phiên không quá là xuất sắc. Tuy nhiên về cái vận động giá của nó hiện tại thì nó đang khá là ổn nên là có thể chấp nhận được. HD Bank thì cũng không hẳn, HD Bank thì nhìn ra nó chỉ là đang trong quá trình tích lũy ngắn của nó và lên trên đây sẽ là gặp đỉnh, và khi mà cổ phiếu lên trên đây gặp đỉnh thì nó sẽ xuất hiện áp lực bán, thì chờ xem con HD Bank này nó vượt được cái vùng đỉnh này của nó như thế nào đã thì lúc đấy mọi người mới có thể tham gia. BID thì rõ ràng đang trong một quá trình giảm, không có cái góc nhìn gì quá là tích cực hết. VCB thì xin phép bỏ qua, vì sao? Vì VCB nó là một cái cổ phiếu có yếu tố điều tiết thị trường. Bất động sản ngày hôm nay cũng nhốt khá là nhiều anh chị đầu tư ha. Còn DG ngày hôm nay nào là sóng ngành bất động sản, khi mà bất động sản nó kéo bùng nổ đầu phiên sáng, và sau đó anh chị kêu rằng với bất động sản giai đoạn này quá ngon, bất động sản giai đoạn này quá tốt, mọi người phải mua bất động sản thôi. Nhưng mà anh chị phải nhìn về cái câu chuyện của bất động sản, rõ ràng là nó vẫn đang còn ở trong cái vùng nền này của nó, và nó chưa thật sự thể hiện được một yếu tố là dòng tiền tham gia đủ quyết liệt
để mà nó kéo một phát cổ phiếu đi lên luôn. Vậy nên với câu chuyện hôm nay và hiện tại ấy, ngày hôm nay chỉ đơn giản là một cái phiên hồi phục của nó, chứ không phải là cái câu chuyện là đây là 6 ngành của bất động sản anh chị nhất định phải mua mới bất động sản giùm em, đó là không đúng nhá. Anh chị sẽ thấy là hôm nay đua lại bất động sản anh chị có ăn được hay không, chắc là được con BR, chắc là trộm vía nhìn khá là ổn hơn tí, tuy nhiên là nó vẫn là một cái phiên cục đầu như thường đó. Là về câu chuyện con BDR, thanh khoản ngày hôm nay cũng lớn này, thanh khoản ngày hôm nay chắc phải đâu đó là gấp đôi trong 20 phiên. Tuy nhiên là cái dòng tiền đẩy vào nó không có quyết liệt, và nó đi lên nó gặp trên cái vùng kháng cự ở trên đây và bị gặp cái áp lực bán, nó đè giá cổ phiếu, nó đẩy giá cổ phiếu đi xuống phía dưới. Và ngày hôm nay gần như là cái phe bán nó đang chiếm ưu thế để đè giá cổ phiếu đi về cái mức giá là đâu đó khoảng cỡ 23.26.3. Và với câu chuyện con BDR hiện tại, khi nào nó xác nhận là nó bứt được cái vùng kháng cự này của nó bứt được cái mức giá là 26.6, bùng nổ đi lên, đó mới là cái câu chuyện tích cực con BR. Còn hiện tại thì nó sẽ chỉ là cái góc nhìn trung lập, chứ không có cái gì quá là xuất sắc để mình đánh giá về nó cả. KDH cũng tương tự, dòng tiền cũng lớn nhưng mà cũng cụt đầu như thường. DG có đi ngang qua rồi. Nam Long thì sao? Nam Long cũng cụt đầu nhưng mà cụt đầu này vẫn còn nhẹ quá ha. Và nhìn rộng ra cũng là cái quá trình tích lũy của nó thôi này, chứ có gì phải gọi là tích cực hay là đây là một cái siêu cổ phiếu hay gì đâu. Rõ ràng mọi người không có nhìn rõ được cái bản chất của thị trường. Bản chất của câu chuyện bất động sản hiện tại nó chỉ đơn giản là cái sóng hồi phục của nó, chứ không phải là cái câu chuyện là sóng ngành bùng nổ. Sóng ngành hiện tại khả năng nó sẽ là cái sóng ngành bất động sản, sóng ngành bất ngân hàng. Đó, sóng ngành ngân hàng để nó kéo điểm và nó đỡ giá chỉ số thị trường, nó đỡ chỉ số thị trường để chinh phục những vùng đỉnh cao mới. Và sau cái nhóm ngành bất sóng ngành ngân hàng á thì anh chị sẽ phải chú ý đến cái nhóm ngành chứng khoán. Vì sao? Nhóm ngành chứng khoán là linh hồn của thị trường và nó sẽ là những cái nhóm ngành nó ăn theo thị trường rất nhiều. Thị trường này còn tăng, chứng khoán nó sẽ còn tăng. Vậy thì chứng khoán anh chị cần phải để ý những cổ phiếu nào? Chứng khoán anh chị có thể để ý con VCI này. Con VCI là một, con thứ hai là con BSI này. Con STS cổ phiếu đầu cơ này, con CTS cổ phiếu đầu cơ này, hay là con VIX cổ phiếu của anh Mượt này, hay là chúng ta còn có những cổ phiếu như là ORS này, hay là con AGR này, đều là những cái cổ phiếu anh chị hoàn toàn có thể cân nhắc tham gia vào nó luôn. Thì ngày hôm nay nhìn đi, đúng là cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán nó có những cái yếu tố vận động hơi tiêu cực, nhưng mà anh chị sẽ thấy trước đấy là một quá trình tăng rất tốt của nhóm ngành chứng khoán rồi. Vậy nên là cái câu chuyện giảm ngày hôm nay rõ ràng nó giảm không quá bao nhiêu cả. Và ngày hôm qua con ví dụ như con SLI đến ngày hôm qua nó tăng đâu đó 2,2%, và ngày hôm nay nó giảm đâu đó có 0,28%, thì nó có bị ảnh hưởng gì đến cái giá vốn, cái giá tăng ngày hôm qua của nó hay không? Rõ ràng là không mất bao nhiêu cả. Thế nên là cái câu chuyện của nhóm ngành chứng khoán hiện tại nó là cái góc nhìn hoàn toàn là bình thường, và theo đánh giá của mình thì thị trường này vẫn sẽ còn tăng, nên là anh chị bán hàng thì anh chị sẽ phải rõ ràng về câu chuyện là anh chị sẽ phải mua về những vùng giá rất cao nhé. Rồi thì chắc là cái video nhận định thị trường ngày hôm nay đấy là kết thúc rồi. Cảm ơn anh chị đã đón xem cái video nhận định.